Các bạn thấy không, những cái dòng mà loa mini array các bạn có thể là chỉ với 2 dây array, nếu mà ở sân khấu lớn chỉ với 2 dây array, 2 dây light array, thì các bạn thấy ở dàn phía dưới không, súp cực kỳ nhiều. Thì loa này cũng vậy, các bạn thấy loa thì chỉ nhỏ bằng tờ giấy A4. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ xin được chia sẻ với mọi người về một chủ đề. Đó là cái dòng loa mini, cũng như là những cái dòng loa mà hiện nay thị trường rất là ưa chuộng, đó chính là Column Array, cũng như là cái dòng mini Light Array. Thì cái ngày trước các bạn biết là những cái hệ thống Light Array đa phần là sẽ áp dụng cho những sân khấu lớn. Thì chúng ta nghĩ là nó chỉ áp dụng trong những sân khấu lớn như vậy thôi. Nhưng mà trên thời đây những cái đồ RAW á đã được đưa về cái gia đình, có thể lắp được sản phẩm trong gia đình, rất là chuyên nghiệp. Nhưng các bạn cần phải hiểu hơn về cái sản phẩm này, vì không phải đơn giản là chọn sản phẩm này lắp vào gia đình là nó sẽ dễ giống như những dòng loa khác. Mà loa này nó cần phải hiểu về cái kỹ thuật cũng như là cái hoạt động cơ sở của cái loa này thì chúng ta mới khai thác được tối ưu cái sản phẩm này. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ xin được chia sẻ cho các bạn để mọi người hình dung hiểu hơn, cũng như là để chúng ta chọn những dòng loa và chia sẻ cái cách hoạt động cơ bản của cái loa này, để những khách hàng mà chúng ta đang có nhu cầu sắp tới, chúng ta có những dự định sắp tới để sắm cho hệ thống giải trí cho gia đình mình, thì chúng ta sẽ hiểu hơn và chúng ta sẽ chọn nhiều sự lựa chọn hơn. Mọi người chọn những dòng loa phù hợp với cái không gian cũng như là cái chất lượng âm thanh của mình. Trước mặt các bạn đây là một cái dòng sản phẩm là MF3 của Đức. Thì cái sản phẩm này Thiên Vũ cũng đã làm cái video review, coi cái kết cấu cái bên trong của nó khoảng 3 năm trước, hình như là 2 năm trước hay 3 năm trước gì Vũ không nhớ rõ cho lắm. Thì cái video đó cũng khá là được nhiều được view. Các bạn có thể xem cái mẫu bụng cái loa MF3 ra ha. Thì khách hàng xem thì chúng ta có thể xem được cái video của loa này. Còn cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ tập trung về phân tích cho các bạn hiểu, cũng như là những khách hàng đang có nhu cầu. Thì với cái cơ cấu hoạt động, các bạn thấy cái về mặt cái loa, các bạn thấy không, nó rất là nhiều loa. Cái loa Light Array thì nó sẽ dựa vào cái sự cộng hưởng rất là quan trọng. Cái cộng hưởng là cái quan trọng nhất của Light Array. Họ được thiết kế ra, các kỹ sư họ thiết kế ra để kết cấu với nhau, để tạo ra một sóng âm, để cho tăng được cái cũng như là cái công suất, cũng như là cái giải âm, cũng như là cái quãng đường của cái loa, cái sóng âm nó đi được dài hơn, xa hơn, và giảm tối thiểu cái sự suy hao. Mini Light Array, một cái loa có thể nói là nó giải quyết một số những cái vấn đề mà những cái sư âm thanh họ đang cần giải quyết. Ví dụ những cái dòng loa các bạn thấy để ý nha, thường thường các bạn đánh mà nếu với một cái lực tập trung và một củ loa lớn, mình ví dụ như một củ loa full range đi, bình thường, hoặc những cái loa mà loa nằm gì cũng vậy, thì họ sẽ tập trung vào một củ loa và cái lực đánh của nó sẽ ở trong cự ly rất là gần, và nó dồn mọi lực vào đó để nó đánh hết cỡ để đi cho xa nhất có thể. Thì đồng nghĩa những người ở xa họ sẽ nghe, vẫn nghe được, họ đang cố gắng tối ưu, và những người ở gần thì sẽ nghe rất rất là khó chịu. Vì sao người? Tại vì cái lực nó đang dồn về một nơi. Thì đó là lý do có một số loa chúng ta nên rải loa là như vậy. Thì nó chia đều được cái giải âm, cũng như là nó sẽ chia đều được cái lực đánh ở trong cái không gian đó, để tránh tạo ra những tạp âm. Ví dụ cái lực đánh càng lớn mà ở vách tường thì nó sẽ tạo ra và nó sẽ tăng cái sự cộng hưởng, và nó sẽ tạo ra tạp âm phản xạ của vách, của không gian, thì nó sẽ làm đi nhiễu loạn những cái âm thanh sạch sẽ của cái củ loa nó mang ra. Nên người ta mới sản xuất những cái loa Light Array này để chi? Để cho cái quãng đường họ có thể được đi dài hơn, cái chất âm cũng như là những cái độ chi tiết, cái trạng thái loa nó được đi xa nhất cho có thể, dựa vào cái sự cộng hưởng. Nhưng cái ở vị trí lực đánh nó sẽ suy hao giảm dần đi, để giảm đi những cái lực tác động ở ngoài, ở ngay chỗ cái việc cự ly loa đó, tránh để bị cái gọi là vấn đề là tạp âm trong cái âm thanh. Thì cái của loa mình đây điển hình là cái con MF3 này, các bạn thấy không, hiện tại cái con này nó đang có là 8 củ mic và 7 củ trep. Đó, 8 củ mic và 7 củ trep, các bạn thấy không, rất là nhiều củ loa. Và cái củ loa này nó chỉ đâu nhỏ bằng một cái tờ giấy A4, các bạn thấy nè các bạn, rất chi là nhỏ. Và cái thương hiệu SE này Vũ đã cung cấp cũng khá là nhiều, đến tới bây giờ mình vẫn đang cung cấp cho khách hàng. Mình do cái video ngày xưa á, mình đã đăng quá nhiều cái sản phẩm này rồi nên mình hạn chế đăng lại. Mình vẫn còn bán cũng như là đã lắp cho khách hàng rất là nhiều. Mình đa phần quay những sản phẩm mới đó, cho mọi người xem. Đó,
Rồi, thì cái lực đánh sao mọi người? Tại những cái con này nó sẽ có những cái nhược điểm cũng như là cái ưu điểm của cái loa Light Array. Cái ưu điểm của Light Array là gì vậy? Light Array chính là lực đánh ở vị trí mà nó nơi nó được đặt sẽ được nhẹ đi. Nhưng mà cái sự cộng hưởng âm nó sẽ được đi rất chi là xa. Đó. Ví dụ như chúng ta có một cái phòng là dài khoảng tầm 10m và chiều ngang nó sẽ rơi vào khoảng 4m, thì nó sẽ rất là phù hợp cho những cái dòng Light Array Mini này. Nó sẽ tạo ra âm thanh giảm đi cái mức phản xạ. Tại vì các bạn ở cái loa ở đầu phòng, nhưng mà cái người nghe cũng như là cái người hát chúng ta ở cái cuối phòng, thì cái loa này cực kỳ phù hợp cho những phòng có chiều dài rất là tốt, và nghe và giảm đi được cái tối thiểu của tạp âm của cái lực đánh của cái loa cũ loa đi ra. Đó. Và nghe được rất là nhiều dải và sâu sắc. Và loa này thật ra nếu mà chúng ta sử dụng cái loa này mà ở trong cái khoảng cách cự ly gần thì nó sẽ là hại. Hại ở điểm nào mọi người? Tại vì những cái loa này nếu mà chúng ta ở trong cái cự ly gần á, thứ nhất á là cái chất âm nó sẽ rất là chói tai. Đó. Cái độ dày nó sẽ bị thiếu. Nôm na thường thường là trong Light Array thì rất là nhiều người cũng sẽ biết là sử dụng Light Array nó sẽ bị thiếu mid low rất là nhiều, tức là cái độ ấm, độ trầm của cái giọng cũng như là nghe nhạc nó sẽ nghe tương đồng, nó gọi là hơi mỏng các bạn, nó sẽ hơi mỏng. Thì để mà bù vào việc đó thì nhiều hãng họ sản xuất ra, họ làm một cái súp có đủ khả năng là để bù đắp được cái loa này nó đang bị hụt hẫng. Thì đương nhiên đồng nghĩa là các bạn thấy không, những cái dòng mà loa mini Light Array các bạn có thể là chỉ với 2 dây array, nếu mà ở sân khấu lớn chỉ với 2 dây array, 2 dây Light Array, thì các bạn thấy ở dàn phía dưới không, súp cực kỳ nhiều. Thì loa này cũng vậy, các bạn thấy loa thì chỉ nhỏ bằng tờ giấy A4, nhưng mà các bạn cục súp của cái sản phẩm đi cùng với combo này rất là to. Đó, các bạn thấy không, nó to hơn so với những chiếc súp 3 tấc bình thường đó, nhưng mà nó đánh thậm chí là đánh súp kép bass 20. Bởi vì vậy, và thùng cũng phải là thùng gỗ các bạn, để nó tăng được sự cộng hưởng. Chứ nếu mà thùng nhựa thì nó sẽ không làm, nó không bù lô được tốt đâu. Nó bắt buộc là phải thùng gỗ, nó phải cần cứng và chắc, lực đánh phải rất là gọn gàng để có khả năng bù được cái mid low cho cái loa này. Đó là những kỹ sư nước ngoài họ làm. Chứ trên thực tế ở Việt Nam chúng ta đánh giá một cái loa đa phần là chúng ta dựa vào tai, chúng ta cảm thấy tiếng nó đẹp, tiếng nó sạch, nó ngon, nó đầy và nó lực. Còn ở bên kia là họ đa phần họ sử dụng tất cả bằng cái công cụ, họ có phòng đo riêng rồi phòng tun riêng mọi thứ, họ ra được sản phẩm này khá là đầy đủ. Và đương nhiên khi mà chúng ta chọn loa, chúng ta sẽ chọn cái loa nào nó hợp với cái tai nghe của mình nữa, cái gu tai của người Việt Nam mình nữa. Đó, nên mọi người có sẽ rất là nhiều sự lựa chọn và những sự cạnh tranh. Còn đối với Vũ cũng như là các bạn theo dõi kênh, các bạn có biết là chúng ta khi mà Vũ tư vấn cho khách hàng thì Vũ đương nhiên là người bán cũng sẽ phải tư vấn, thì khách hàng thích gì mình sẽ bán đó, nhưng mà mình phải tư vấn theo một cái hướng đúng trước đã. Đó, rồi khách hàng thích cái nào khách hàng chọn. Thì thường thường những cái phòng như thế này nè, mà những phòng mà bị vang á, cực kỳ vang nè, không có giảm âm nè, khủng ghế thì ghế gỗ nè, thì Vũ thường là đưa những cái dòng loa như thế này vào đó. Tại vì nó sẽ giảm đi cái độ vang, nếu mà đưa củ loa bass vào nhiều quá thì nó vẫn vang mọi người ha. Nhưng mà thật ra nói như vậy không á, thì các bạn đừng có nghĩ là những cái dòng loa mà bass full range 3, bass 30, bass 25 mà chúng ta đưa vô phòng vang là nó sẽ bị vang nhiều. Thật ra kỹ thuật có khả năng xử lý được vấn đề đó. Đơn giản là cái video mà Huy vừa chia sẻ, đó chính là chia quay, là cũng giống như cái cách này. Thì hãng họ cũng làm giống này, phân tầng của con trap riêng, phân tầng của cái con mid riêng, cũng như là phân tầng của con sub riêng. Họ chia ra mỗi cái dải, mỗi củ loa nó sẽ đáp ứng đúng những dải tầng đó để tránh bị lem với nhau, cũng như là nó tạo ra sự cộng hưởng. Cái ưu điểm khi mọi người xài Light Array trong mini á là nhỏ gọn, đẹp không gian, không có bị che đi quá nhiều cái trong không gian của mình. Cái thứ hai là đáp ứng được cái công suất lớn, là vì nó loa nén và nó dựa vào cái lực nảy cũng như là sự cộng hưởng của củ loa. Đó là quãng đường của loa thì nó sẽ được dài đi hơn và nó không bị rớt tiếng so với những cái dòng mà loa full thông thường. Loa full thì nó sẽ đánh là dày ở cái đoạn khi mà chúng ta đứng cự ly gần, nhưng mà sẽ bị rớt tiếng ở những cự ly xa. Còn loa này sẽ ngược lại, là tiếng sẽ đầy ở cự ly xa và mỏng ở cự ly gần. Đó, mọi người có thể nôm na là hai cái Vũ phân tích rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu cho những người, dù các bạn là người không biết về âm thanh nhưng mà mình nghĩ là mọi người sẽ hiểu. Và những con này phải cần có khoảng cách mới nghe được hay. Chứ con này mà mọi người đứng khoảng cách 2m á, mọi người nghe cái tiếng này nè, nó át luôn cả cái tiếng súp mà mình đánh. Dù cái súp bạn có bự đến mấy đi, rất là hỗn.
Đó, nên cái con này á cần có chiều cao hợp lý, khoảng cách ngồi hợp lý thì mới khai thác được hết con này, nghe được ở cái độ dày nhất định và con súp phải đủ khỏe. Đó. Rồi mọi người ha, thì mình mong cái video này thì sẽ cho mọi người biết hơn về những cái dòng mà mini array cũng như là live array. Live array hiện nay ở trên thị trường nó sẽ có những cái dòng column á, xin lỗi mọi người là column array. Ví dụ như là BOL1 RO8. JBL thì có Bridge 1 MK2 đó. Và Electric Void thì có dòng AV30M hay là 50 đó. Rồi LD System đó. Rất là nhiều hãng lo đã bắt đầu từ cái đột pro ở sân khấu ở ngoài, họ đã đang chuyển hướng dần cái đột pro đưa vào cái không gian gia đình của mọi người rồi. Tức là nó khác hẳn so với xưa gọi đồ home. Đó mọi người ha. Thì bây giờ đa phần gia đình đó, mọi người thấy vụ lắp thì đa phần là đồ pro đưa vào gia đình rất là nhiều. Vũ đã đưa những cái đầu như là F1812 hay là những cái dòng mà cao cấp Pro Play Array hay là Portable Play Array á, là mình đã đưa vào đây khoảng 3 năm trước rồi. Là khách hàng dần dần họ xài, dần dần họ sẽ thích xài đồ pro hơn so với những cái dòng mà đồ home. Mà bình dân thì thường bình dân là những khách mà nói chung là phân khúc nó thấp thấp cho gia đình hay là tặng cho bố mẹ hát đơn giản và cơ bản dễ sử dụng thì sẽ chọn những dòng loa nằm. Còn những dòng tầm trung á, thì sẽ chọn những dòng loa full range hay là những dòng như thế này. Cao cấp hơn nữa thì có nhiều, rất là nhiều series. Tại vì loa nó nằm trong không phải là chỉ là các bạn chọn loa đâu, loa nào hát cũng được mọi người à, nhưng mà quan trọng là cái giải pháp, nó nằm ở trong cái giải pháp, cái người tư vấn sẽ tư vấn mọi người cái giải pháp ở không gian như vậy, chọn loa nào phù hợp và nhu cầu của khách hàng là muốn nhỏ gọn hay là muốn to hay là muốn lực hay là muốn nghe tinh tế, nó rất là nhiều đa dạng nhu cầu, thì cái người bán phải hiểu và chọn cho khách hàng một cái dòng sản phẩm loa nào phù hợp, cũng như là nhiều khách hàng họ cần thương hiệu thôi, còn loa nào không quan tâm, chỉ cần đúng một cái thương hiệu thôi là ok. Còn những khách hàng cần anh nghe chất âm đủ, giải pháp nhu cầu anh cần là như vậy, nhỏ gọn, chất lượng thanh ok, còn thương hiệu nào anh không quan tâm. Đấy, rất là đa dạng nhu cầu. Thì mong là cái video hôm nay Vũ chia sẻ mọi người sẽ biết rõ hơn, rộng hơn về cái những dòng live array này. Đó, thì nếu mọi người thấy cái video Vũ chia sẻ nói dài nhưng mà mình sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn tất tần tật về một cái sản phẩm mà trước khi chúng ta rước về tay mình, vì số tiền những dòng sản phẩm như này cũng không rẻ. Đó, nó sẽ gọi là tầm trung cấp và cao cấp trở lên rồi. Nếu mọi người thấy video hay đừng quên ủng hộ cho Vũ một like. Vũ sẽ làm nhiều video hay hơn cho mọi người cùng xem. Bye bye.